HTC Wi-Fi E-Star có gì để chinh phục người dùng Việt Nam? Xin chào tất cả mọi người, mình mới vừa từ bên châu Phi về. Đây, nắng cháy đen hết cả da này này. Và hiện tại trên tay mình là một ngọn lửa rất là nóng mang tên HTC Wi-Fi E-Star. Hãy cùng mình đánh giá nhé. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình giọt nước, cộng thêm cả viền dày và thân rất là dày. Thiết kế này thì không còn tối ưu thời điểm hiện tại, khi xu hướng bây giờ là mỏng và vuông vức. Và nếu bỏ qua những khuyết điểm về mặt thiết kế thì chúng ta sẽ có một mức giá siêu rẻ và những thông số đáp ứng ổn ở trong tầm giá. Chúng ta sẽ có một con máy có thể nghe gọi hay là liên lạc video call trên Mess hay là Zalo. Màn hình lớn 6,5 inch phù hợp cho các cụ lớn tuổi cần cỡ chữ to. Con chip Unisoc SC9832E sẽ giúp cho những thao tác trở nên tốt hơn. Và với viên pin 3000 mAh đủ để cho máy có thể chụp được cả ngày nếu chỉ sử dụng các ứng dụng cơ bản nhé. Và chiếc smartphone này có thể được sử dụng là máy phụ khi được trang bị 2 SIM 2 sóng vô cùng tiện lợi. Và đặc biệt chúng ta có thể sử dụng đây là phần quà dành cho ông bà trong dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu nhé. Và đó là những thông tin về chiếc smartphone được nhà HTC lựa chọn để hướng tới thị trường Việt Nam. Các bạn nghĩ chiếc smartphone này có thể chinh phục được người dùng Việt hay không? Hãy cùng comment xuống bên dưới nhé. Và đừng quên tìm và follow Hoàng Hà TikTok để cập nhật thêm những thông tin công nghệ thú vị nhé.